Phản ánh về nạn phá rừng ghi nhận tại Quảng Ngãi sẽ là nội dung được cập nhật trong mảnh ghép thứ tư, mảnh ghép cuối cùng. Thưa quý vị, khoảng gần 2 tháng qua đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng đã ngang nhiên vào rừng phòng hộ ở thôn Cò Lăng, xã Ba Sa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi để khai thác gỗ trái phép. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và ngành chức năng không hề hay biết. Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực rừng bị chặt hạ nằm sâu trong khu vực rừng phòng hộ cách nhà máy thủy điện Trắc Ra chừng 2 giờ đồng hồ di chuyển. Đường đi không có, nhưng gỗ được lâm tặc xẻ thành từng khúc dài rồi đẩy men theo suối Cò Găng về tập kết sát nhà máy thủy điện, sau đó mang xe máy vào kéo đi. Nhân viên bảo vệ nhà máy thủy điện cho biết, các đối tượng lâm tặc rất hung hăng, liều lĩnh và manh động, sẵn sàng tấn công những ai ngăn cản. Khai thác gỗ lén lút phá rừng này thì đã rất là lâu, nhưng mà gần đây thì cái tình trạng nó xảy ra nhiều hơn và diễn biến là phức tạp hơn, nhất là những ngày thứ bảy và chủ nhật thì những người phá rừng chở gỗ ra rất là nhiều. Dù hành vi chở lâm sản trái phép của lâm tặc diễn ra liên tục và ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật trong một thời gian dài, nhưng vẫn không có lực lượng chức năng hoặc cơ quan quản lý nào vào cuộc. Lai ra thì cũng có chứ không phải không có. Dân thì đi nhiều đường, đúng không? Họ đi thì nhỏ lẻ, rồi là coi như họ phân công. Tức là giờ chồng thì coi như họ là vợ là căn đường, rồi chồng thì đi làm, cho nên cũng chưa triệt để. Khu vực bị phá rừng thuộc hai tiểu khu 411 và 419 đã được quy hoạch rừng phòng hộ của xã Ba Sa do Trạm Quản lý Bảo vệ rừng huyện Ba Tơ quản lý. Chi cục kiểm lâm đã phối hợp với địa phương, chủ rừng đi truy quét tại hai vị trí. Qua kiểm tra phát hiện, tại hiện trường còn 34 cây gỗ với khối lượng hơn 1,3 mét khối. Chủ yếu là gỗ là quy cách làm nhà là chính, tức là gỗ cưa xẻ quy cách là 74 hoặc là 82 quy cách làm nhà là chính, chứ không phải là cái gỗ mà bản to. Chúng tôi cũng đề nghị ban quản lý rừng phòng hộ là phải tăng cường trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là cái khu vực này, nâng cao cái trách nhiệm giám sát của chủ rừng cũng như là trách nhiệm của người nhận khoán bảo vệ rừng. Đồng thời cũng tôi chỉ đạo hạt trưởng hạt kiểm lâm Ba Tơ tăng cường trách nhiệm của kiểm lâm địa bàn và xem xét trách nhiệm ở trong vấn đề chỗ này. Trong cái thời gian mà từ ngày 10 trở lại là cái việc này nó xảy ra là tôi giá là tương đối là cũng nghiêm trọng. Chúng tôi cũng rút kinh nghiệm trong cái việc này. Để giải quyết triệt để tình trạng lâm tặc ngang nhiên phá rừng, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi phải vào cuộc quyết liệt và giải quyết rốt ráo hơn. Song song đó cần sớm điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng, cũng như làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị để xảy ra mất rừng.